Quý vị thân mến, hết một dấu ấn nghệ thuật với phần tài trợ đặc biệt của tập đoàn Hanaka, đại diện là ông Nguyễn Ngọc Anh, chủ tịch hội đồng quản trị. Xin mời quý vị theo yêu cầu của đông đảo quý vị. Sau đây sẽ là một tác phẩm mang tên Lục Biến, với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Mạnh Trung và đặc biệt là sự góp mặt của một nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam trong năm 2013 đã được Hoa Kỳ vinh danh trao tặng giải thưởng San Francisco về việc sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ và phát triển văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu phần biểu diễn của danh hài số 1 Việt Nam, nghệ sĩ Xuân Hinh.
mời ai. Cha tiên nhân bố rượu, hết rượu rồi, ngạt mồm ngạt miệng quá. Cha tiên nhân bố rồi, cha tiên nhân cả cái làng vũ đại này, cha tiên nhân thằng bá kia. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thân phận Chí Phèo. Ai đã cho tao kiếp người khổ đau, như kiếp cỏ cây trơ trọi giữa đời. Tháng năm chìm trong từng cơn say, chẳng còn tin ai kia tình nghĩa, cứ sống mòn chờ chết mai kia. Tan toàn mẫu yêu cô sống hết ngàn.
dân nghề sướng ca, tôi không lạc loài. Tôi ơn người phận tâm tôi muôn kiếp muôn đời cho đời. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người phận tâm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời buồn. Mưa trên trời lạnh rơi ướt vai, lau vẫn son ướt đôi bờ mi. Rồi mai này ta phải sân hương, ai nhớ chăng tiếng ca ngày xưa. Rồi thương ai nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. 20